Bà con, ai không biết nuôi chim hút mật, xem cân của tôi cam kết nuôi sống 100%. Chào ngày mới cả nhà nhá. Chúc mọi người một ngày mới thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Mình mới lên tới rẫy mọi người. Trời nay âm u không? Nhiều mây. Đấy, có mưa rải rác và dông nhiều nơi. Tầm nhìn xa vài 3 km. Rồi bây giờ sáng nay lên rẫy thì mình mua được 5.000 dế rồi mọi người. Đấy, bữa nay thì đã mua được dế rồi. Chim thì mình thay qua cái lồng khác cho nó nè. Chim thay qua lồng khác, qua cái ấy khác nè. Tại vì mọi người biết sao, cái này nè, cái tổ này nè, bà mẹ toàn là tóc với ấy, nó dính đầy vô người, chim gớm lắm. Rồi bây giờ cho nó ăn nha. Đấy, sáng ra cho chim ăn nè. Ui, đấy, cho nó ăn dế thì mình cảm thấy yên tâm hơn mọi người, vì con dế nó không có những cái sắc nhọn như là con cào cào. Cào cào nó có nhiều cái, ví dụ như chân tay người nó sắc nhọn gớm. Đấy. Rồi, tiếp theo đến lượt mấy con chim lớn. Ăn hết đòn luôn mọi người. Bữa nay này chuyển qua cam cứng là ăn hơi ngon đấy. Này. Rồi bây giờ mình sẽ làm cám hạt ướt cho mọi người xem này. Cám hạt ướt. À, đấy. Cám khô, cám hạt khô mình đổ vô đây nha. Đấy, thấy không? Đổ cám hạt khô vô trong cái cống này, xong rồi bắt đầu nhỏ vài giọt nước vô như thế này. Đấy, vài giọt thôi nhá, vài giọt nó vừa đủ ướt cái cám thôi. Đấy, vậy thôi mọi người, vậy thôi này, thấy không? Sệt không? Không cám là vài giọt nước thôi này. Đấy. Bên này cũng vậy. Vài giọt nước thôi. Rồi giờ bắt đầu cho ăn này. Đấy, xong nó hút một hồi xong nó sẽ bắt đầu nó gắp mấy cái hạt đó. Rồi bây giờ mình sẽ đọc bình luận của mọi người nha. Anh ơi, có thể chia cho em một con 5 màu hay 7 màu truyền mép cam được không? Gửi xe vào Sài Gòn. Lâm Nguyễn ơi, gửi xe vào Sài Gòn nhưng mà gửi chỗ nào? Nhắn tin vô Facebook ở dưới với cái phần mô tả của mỗi video đều có Facebook đó. Nhắn tin vô nha, nhắn tin vô xem là địa chỉ ở đâu. Đấy, quận nào, quận mấy, Sài Gòn quận mấy. Đấy, để mình biết đường mình kiếm xe nha. Dũng Ken, bữa em cũng được hai con chấm như này mà nhìn không có màu nên em thả.
chấm nồi với ngon đấy. Chấm nồi nó với màu dẹn đó mọi người. Ăn có cám bột không Loan Phạm? Cám bột mua tiệm chim ấy, đâu cần phải cám bột đâu mọi người. Không cần cám bột đâu, cám hạt là được rồi. Tuấn Phạm, cân nhà nông chân chất sao ít người theo dõi? Ôi ôi, cân mới làm, cân mới làm ít người. Đầy người làm video rất là hay mọi người ạ. Nhiều người làm video rất là hay nhưng mà ít người xem, tại vì không có phù hợp với lại đối tượng, hay là họ họ mới làm cân cho nên ít người chứ có gì đâu. Sao hồi em nuôi một cặp hút mật đi chung với nhau hoài, em bẫy được cả hai xong đem về nuôi được cỡ 2 tuần, con trống nó cắn con mái không còn đường chạy, con trống nó hút lồng chảy máu đầu luôn, con trống nó vừa cắn vừa hót, lúc đó nó sung lắm, nó hót lâu lắm, nhưng tội con mái em phải tắt ra được mấy bữa xong em thả hai con luôn, nó già lắm rồi, năm màu đẹp lắm, toàn cho ăn cám gà trộn nước mà vẫn sống bình thường. Thấy nó thấy em cầm cốc thức ăn là nó đậu vào hút thôi, nó không sợ luôn mà thấy tội quá thả rồi, không biết hai tụi nó có thành cặp với nhau. Nó bị sở chết đấy, nghĩa là con trống nó bị sở chết ấy, mọi người, nó bị kiểu xì chết ấy, cho nên nó cắn con mái vậy đó. Mùa này hút mật còn sinh sản không? Còn, nó vẫn còn nhưng mà còn ít à. Chuẩn bị mà hoa me nở ra là muốn hết rồi. Mình có một con săn nửa đầu luôn, săn đều hết luôn. Ngon. Ở đâu vậy anh? Ở đây là ở Đạ Hoai, Lâm Đồng nha. Còn non của em trai mùa này vẫn bé nhỉ, là sao không hiểu? Ăn quay phim bằng điện thoại hay sao? Bằng điện thoại được rồi mọi người. Nếu mà có điều kiện thì mua GoPro các thứ. Nhưng mà mới làm YouTube thì làm bằng điện thoại thôi là được rồi. Điện thoại quay phim nó cũng ngon lắm. Chỉ cần cái điện thoại tầm từ 4-5 triệu là được rồi. Pháp Vanda, ổ chim hút mật 5 màu bao nhiêu ngày nở? Nó tầm 10 ngày ấy. Rồi, đấy là bình luận của tất cả mọi người. Rất là cảm ơn mọi người nha. Nếu mà có câu hỏi gì mọi người cứ bình luận thêm dưới phần bình luận nha. Đấy, rồi bây giờ thay nước cho nó nè. Thay nước cho nó xong rồi đi làm việc. Đấy, hy vọng bữa nay sẽ bẫy được thêm vài con. Mình đang làm thì phát hiện tổ chim mọi người. Đấy, cái này nó nằm ngoài xa quá, mình không có lại sát mình quay cho mọi người xem được. Mà mình đang trên ngọn cây đó, tại mình phải leo lên mình mới biết là nó có con chưa nè, nhìn thấy chỗ kia. Đấy, nói chung là mình nhìn thấy là 4 quả trứng. Nhìn cái tổ nó giống như tổ chim cu á. Nhìn đẹp lắm. Đấy, được của nó. Đấy. Một mình theo dõi thời gian nha, nó ra chim non nha. Bắt xuống nuôi xem chim gì xong thả avi luôn nè, hơi ngon. Đó, thấy không? Thấy 4 quả trứng không? Đó, thấy không? Đấy. Được à? Đấy. Đấy, nói chung là hơi ngon. Mình canh thấy mẹ nó ấp được cả tuần nay rồi mà giờ nó chưa nở đó, chắc mấy bữa nữa nó nở. Biết mình đang chuẩn bị làm gì không? Đốt phong long. Đốt phong long mọi người ạ. Đen quá đen rồi, chịu hết nổi rồi. Giờ phải đốt phong long thôi. Nói đùa chứ có mấy hột điều nè mọi người. Đó, có mớ hột điều nè. Đấy, giờ tiện thể mình vừa đốt phong long, mình vừa làm tí cái hột điều nướng. À, ăn này, quay lại tuổi thơ luôn mọi người. Rồi giờ đốt nha, đốt phong long xui quá.
gấp mọi người. Đứng sát sát nó nổ cho thấy bà luôn đấy. Đấy, cái này là món ăn tuổi thơ của những anh em nào ở nông thôn đều ăn qua cái món này hết mọi người. Đấy, ai chưa ăn là không có tuổi thơ gì hết. Cái này hột điều này hồi đó chúng mình có thể đổi được cà lem. Đấy, đổi được cà lem hoặc là bánh cuốn mọi người. Bánh cuốn mình cũng có thể đổi nha. Còn hột điều là hai hột là được cây kem sữa nè, còn một hột là được cây kem đá. Này phải nướng căn vừa tới rồi ăn với được, còn nếu mà quá lửa là nó khét ăn không được, nó thành tro luôn mọi người. Mà lâu quá không nướng, giờ không biết có biết căn không. Đấy, nó xì ra thấy ghê không. Nói combo đốt phong long ăn hột điều này xong rồi ngày mai là hết xui liền nha. Ủa, khói quá, khói nó cứ bay giữa mặt mình vậy ta. Rồi, hột điều chín rồi mọi người, đen xì lì rồi nè. Đấy, thấy được chưa, 2, 4, 6, 8, 11 hột. Thơm ghê mọi người, thơm ghê. Chắc phải mười mấy năm rồi chưa được ăn ớt cái đệ toang rồi. Mới hột đầu tiên nó thành tro luôn rồi. Chết bà, biết mới hột này sao đây. Lâu quá không nướng, quên mẹ nghề rồi. Đấy, cái này thì nó lại trống. Tức thế nè. Đấy, cái này thì nó lại trống rồi. Đập quả khác ra. Đây, cái này còn ăn được. Mừng quá. Thơm lắm mọi người. Thơm. Nhưng mà cái chỗ nào nó cháy là nó khét lắm nha. Đấy, cháy hết luôn rồi. Rồi cháy luôn. Dở thế nha. Nướng dở quá. Rồi cháy luôn rồi. Cháy luôn. Ăn được có đúng một hột à. Rồi coi còn hột nào. À, đây còn hột cứu vớt rồi mọi người. Được đúng 2 hột. Quên nghề rồi. Hồi trước còn nhỏ thì nướng xiềng rồi, mà giờ lâu quá mình quên, mình không biết cần căn lửa làm sao. Mình thấy ở ngoài nó sống quá, mình để nó đem nó ấy luôn, nó cháy hết luôn. Thấy đã chưa, trắng tinh. Ngon. Ăn hơi bẩn mọi người, ăn hơi bẩn. Lấy rồi cho chim ăn luôn.
để gì làm gì há bụng nổi nữa, bụng dế chứ đâu phải bụng cào cào đâu mà. Rồi giờ đến mấy con chim này cho ăn cám ướt giống như hồi sáng nữa, là ngày mai là đó là bữa cuối cùng của nó ở đây rồi. Ngày mai là nó phải đi theo chủ mới rồi. Giờ mình cho nó ăn xong rồi mình bắt con kia về, bắt con ngực đỏ về để mai gửi cho bạn nào đó nha. Quên bà cái tên rồi. Bữa giờ nhiều người hỏi nhưng mà ở xa có mình không bán được. Mình không gửi được cho nên là hôm qua thì có một bạn ấy ở cái tuyến đường ở chỗ mình có xe này cho nên là mình ấy được rồi đó con ạ. À, mai bạn nhận được chim bạn để ý cái ngực nó cho mình nè. Mình bắt con nào là mình bán con đó nha. Đấy, thấy cái ngực nó có chấm đỏ không? Đấy, ngày mai mình gửi lên là con chim nó y như vậy nha. Đấy, hai chấm đỏ. Gì hot dữ vậy? À được, có chim về hot rồi. Úi giời ghê chưa? Úi giời hot. Con năm màu này có triển vọng ghê mọi người. Nè, thấy không? Thấy có chim về nó hot ghê không? Đấy, có chim về hót hơi ghê. Con này ngon lắm mọi người, con năm màu này nếu mà mình nhốt riêng ra có khả năng nó hót hơi ghê đó. Mà thôi để cho biết ăn kem cứng đi rồi nhốt riêng. Đấy, anh em thấy nó có triển vọng ghê. Ngay cái ngày thứ hai là mình đã thấy nó hót rồi, bởi mấy con chuyền mọi người thấy không? Đừng đi mua chim ấy, đừng có ham mấy anh chim mà phun màu. Phun màu ấy thì nó đẹp. Phun màu nó đẹp nhưng mà những cái con mà nó chuyển ấy thì nó mau hót lắm. Nuôi ngon hơn. Mình mà bẫy được chim mình khoái bẫy chim chuyền. Khoái, rồi bẫy màu vô nha. Ngày mai gửi con này cho bạn nha. Đấy, hai chấm đỏ. Mai nhận được chim là cứ nhìn thấy hai chấm đỏ là y xì như vậy luôn đó. Bây giờ mang về nhà xong rồi ngày mai mình bỏ vào hộp giấy ấy, mình gửi đi cho. Đấy, mình mang ra xe mình gửi cho. Xong nha. Bà này bà cứ thấy mình thò tay vô là bà làm như mình đưa đồ ăn mới xong hả? Đấy, đậu lên ngay. Thôi xuống đi, ta bỏ nước vô thêm cho. Xuống. Thấy ăn khô á, tội nghiệp quá. Mà bắt buộc là phải ăn khô rồi. Không lẽ ăn nước hoài, nước suốt đời sao? Đấy, nó chỉ rình mình đưa đồ ăn vô đặng nó hút thôi. Đấy, chim thì có con này con kia nha mọi người. Đấy, không bao giờ mà nó giống nhau đâu. Có con nó nhát, có con nó dạ. Chứ không bao giờ mà cùng một cắp thuần mà con nào nó cũng y như nhau được. Đấy, có con nó bạo, có con nó hơi bạo, còn có con thì nó chỉ tạm được thôi. Đấy. Rồi thì mình cũng xin dừng video tại đây nha. Nếu như thấy video thú vị, đừng quên ấn nút đăng ký và tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của mình nha.